Vào năm 2009, Motigame ra mắt và nhanh chóng trở thành cơn sốt toàn cầu, có thời điểm đạt đến con số 34,5 triệu người chơi đăng nhập mỗi ngày. Không phải Call of Duty Modern Warfare 2, không phải Assassin's Creed 2, mà cũng chẳng phải Resident Evil 5, cái đã xô đổ mọi kỷ lục ngành game là một cái tên mới toanh được lập trình chỉ trong vỏn vẹn 5 tuần. Đấy là Farmville. Vậy nhưng ở thời điểm hiện tại, chả ai biết từ game nông trại vui vẻ này đã ra mắt phần game thứ 3 của mình. Thế thì làm thế nào từ một cái tên xa lạ lại vụt trở thành hiện tượng, sau đó dần dần mất đi chỗ đứng của mình rồi biến mất tiêu? Hãy cùng tôi tìm hiểu về câu chuyện của Farmville trong video ngày hôm nay anh em nhé. Còn bây giờ, ngồi xuống, ăn miếng nước, uống bánh, chúng ta bắt đầu thôi nào. Đã nói về khởi nguồn của Farmville, dĩ nhiên không thể không nhắc đến Facebook. Được tạo ra vào năm 2004 bởi Mark Zuckerberg, nhưng phải đến tận 2006 trang web này mới mở cánh cửa của mình cho mọi người trên 13 tuổi. Đến cuối năm 2007, có nghĩa là chỉ hơn một năm sau, theo Wikipedia, mạng xã hội này có đến 100.000 trang của các công ty. Lúc này, họ tạo ra một dịch vụ có tên là Facebook Application Developer. Nó cho phép lập trình viên trên toàn thế giới tham gia thiết kế chương trình chạy ngay trên mạng xã hội Facebook. Nguyên văn của anh Mark xoăn là như thế này: "Chúng tôi muốn biến Facebook trở thành một hệ điều hành nơi các bạn có thể chạy các ứng dụng." Đây lúc hàng loạt game cho các hãng độc lập phát triển xuất hiện trên nền tảng Facebook. Và một trong số đó là trò chơi bé xinh xinh có tên gọi là Lil Green Patch. Giả lập một khu vườn ảo, Lil Green Patch cho phép người chơi không những chăm sóc bất động sản của mình mà còn có thể sang chăm nhà bạn bè, đồng thời gây quỹ cho chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới. Điều đáng chú ý là cái tên này liên tục lọt vào top những tựa game phổ biến trên Facebook, dù cách chơi của nó là cực kỳ đơn giản và đồ họa thì không khác gì thị nở. Đầu năm 2009, hãng Slutsky đã phát triển một trò chơi có tên là Farmtown. Người chơi bằng cách gửi và nhận quà cho những người nông dân khác sẽ thiết kế và duy trì trang trại của bản thân. Có phần chơi cốt lõi rất giống với Lil Green Patch, nhưng giao diện và đồ họa của Farmtown được nâng cấp lên hoàn toàn. Các avatar hoạt hình đại diện cho người dùng có thể di chuyển xung quanh màn hình cũng như làm các động tác thu hoạch, giúp mang lại cảm giác đắm mình trong một thế giới ảo. Và chuyện gì đến? Nó đã đến. Farmtown tăng từ 12 người dùng lên 3,5 triệu người dùng chỉ ít lâu sau khi được ra mắt. Thế thì đặc điểm chung như từ game này là gì? Đây là chúng cho phép người dùng Internet được trải nghiệm nhiều khía cạnh của một nông dân, nhưng lại không hề bận tay, không mệt người, thậm chí không phải nhấc mông khỏi ghế. Zynga, ông trùm game social thời điểm đó, nhanh chóng nhìn thấy cơ hội của mình. Theo lập trình viên chính của dự án Farmville, Amit Mahajan, ban đầu họ lên kế hoạch làm game thần tốc để chớp lấy cơ hội đầy béo bở trong 8 tuần kể từ lúc lên ý tưởng. Tuy nhiên, mọi việc tốt đẹp hơn dự kiến và cuối cùng, Zynga chỉ mất có 5 tuần để hoàn thành Farmville. Sau khi được tung ra, nông trại vui vẻ nhanh chóng trở thành tựa game phổ biến nhất nền tảng Facebook với 83 triệu người dùng chơi hàng tháng, tương đương khoảng 1/3 toàn bộ người dùng Facebook lúc đó. Và chỉ qua một đêm, mạng xã hội này biến đổi từ một nơi để đăng cập nhật trạng thái, kết nối bạn bè và gia đình thành một nơi để hưởng thụ niềm vui của nhà nông. Hóa ra người cũ tôi bảo cho Facebook để tăng kiến thức là có thật à? Sự bùng nổ thần tốc của Farmville nhờ nhiều yếu tố. Trước hết, nó tận dụng được khả năng kết nối mọi người từ mạng xã hội Facebook. Người chơi có thể mời bạn bè của họ tham gia hoặc cung cấp tài nguyên một cách dễ dàng chỉ sau vài nút bấm. Bạn bè của họ thì chỉ cần có Facebook là cũng có thể bắt đầu chơi trực tuyến sau khi click vào những thông báo này. Thậm chí, Farmville có thể là cầu nối giữa những người lạ với nhau. Nói chung là hoạt động không khác gì một mạng xã hội thu nhỏ bên trong mạng xã hội Facebook. Người chơi vô tình trở thành nhân viên tiếp thị miễn phí cho Zynga qua những dòng status mời bạn bè, người thân, thậm chí là cả những người xa lạ ở trên kia tầng mây. À nhầm, đấy là người cũ của tôi. Tất cả chỉ đổi lấy một vài phần thưởng nho nhỏ trong game. Tuy nhiên, điều này có một nhược điểm là làm phiền những người dùng Facebook không chơi game. Và các bạn đoán xem, điều này góp phần không nhỏ vào cái chết của nông trại vui vẻ mà lát nữa tôi sẽ phân tích kỹ hơn. Quay trở lại yếu tố quảng cáo, sau khi tựa game này có sự phổ biến nhất định, bản thân Zynga đã đầu tư hàng chục triệu USD vào việc quảng bá trò chơi của mình. Trên thực tế, có những ước tính rằng studio này đã mang hơn 1/3 doanh thu mình kiếm được nộp ngược lại cho Facebook để chạy quảng cáo. Trong suốt năm 2009, Zynga được cho đã chi hơn 72 triệu USD chỉ riêng cho quảng cáo trên mạng xã hội Facebook. Sang 2011, Farmville thậm chí còn hợp tác với Lady Gaga để cô này xuất hiện tại Gagaville, một sự kiện trong game nơi người chơi có thể giành được vé tham dự buổi diễn của nữ ca sĩ này. Thứ hai, như tôi nói trước đó, Zynga học tập và đưa vào Farmville rất nhiều cơ chế tương tự đã khiến những tựa game nông trại khác trở nên phổ biến. Sản phẩm của họ cực kỳ dễ học và chơi. Nếu sau những tựa game ra mắt cùng thời như Plants vs Zombies thì nông trại vui vẻ dễ hơn rất nhiều. Gieo hạt, chăm bón, thu hoạch, thứ bạn cần làm là sự kiên nhẫn và rảnh rỗi chứ không phải là kỹ năng hay là chiến thuật. Ai cũng có thể chơi, từ bà nội trợ cho đến học sinh mẫu giáo. Một lượng khách hàng tiềm năng cực kỳ đông đảo với lượng thời gian rảnh rỗi vô tận, cũng như rất dễ bị bạn bè đồng trang lứa rủ rê. Và thế là boom, đế chế nông trại vui vẻ cứ thế mở rộng ra mãi mãi. Hoặc không, lúc mà Farmville đang lên đỉnh, đang trên đỉnh, thì cũng là khi dấu hiệu của cái chết xuất hiện. Tuy vẫn giữ được vị trí top của mình, nhưng từ game nhà Zynga bắt đầu có sự sụt giảm người chơi đáng kể chỉ sau một năm ra mắt. Đi kèm với nổi tiếng, một loạt tai tiếng bắt đầu xuất hiện với nông trại vui vẻ.
Đầu tiên là một tựa game miễn phí, Farmville kiếm tiền một phần qua các quảng cáo. Tuy nhiên, trùng với thời điểm này, rất nhiều trò lừa đảo được lồng ghép vào chúng. Ví dụ như người xem quảng cáo yêu cầu là trả lời vài câu hỏi, nhắm số điện thoại nhận thưởng, nhưng thực chất là được dùng để đăng ký một dịch vụ trời ơi đất hỡi nào đó và trừ tiền hàng tháng trong tài khoản. Các trò lừa đảo này phổ biến đến nỗi đã từng có lúc Farmville được đặt cho biệt danh là Scamville, tạm dịch nông trại lừa đảo. Đòn giáng thứ hai đến vị thế của nông trại vui vẻ là việc như nói trên, tính năng mời chào rủ rê bạn bè cực kỳ tiện lợi, nhưng đã quay đầu phản chủ của nó. Khi Farmville và các tựa game trên Facebook càng trở nên nổi tiếng thì chúng là như cái gai trong mắt những người sử dụng Facebook nhưng không chơi game. Họ liên tục bị khủng bố với những lời mời, nài nỉ, yêu cầu, đe dọa bắt phải chơi từ chính bạn bè của mình. Facebook dĩ nhiên không phải là ngốc nghếch gì đâu. Sau khi xem xét thiệt hơn, họ đưa ra quyết định hạn chế những thông báo kiểu spam này vào năm 2010. Và bon, Farmville và đồng đội ngắm đòn ngay lập tức. Chỉ sau 4 tuần đạo luật mới có hiệu lực, trò chơi của Zynga lãnh đủ 4,4 triệu người chơi rời bỏ nó. Trong top 25 tựa game phổ biến trên Facebook thời điểm đó, thì 18 cái tên chịu số phận y chang như thế. Dĩ nhiên, đây chỉ là một phần nhỏ trong số gần 83 triệu người chơi mà thôi, nhưng rõ ràng, nó dấu chặng đường gian nan phía trước của nông trại vui vẻ. Để tránh lệ thuộc vào Facebook, Zynga phải tung ra app riêng cho Farmville trên iOS, tuy nhiên, không thực sự hiệu quả cho lắm. Dĩ nhiên, thứ quan trọng nhất cho sự đi xuống của Farmville nói riêng và những tựa game nông trại nói chung là việc người chơi nhận ra những sản phẩm kiểu này tuy rất gây nghiện, nhưng nếu xét kỹ lại thì cực kỳ nhàm chán. Quay đi quẩn lại, bạn sẽ làm mấy việc như chăm bón, rồi thu hoạch, rồi chăm chăm bón bón, rồi lại thu hoạch hoạch. Nếu so sánh chúng với những tựa game bom tấn ra mắt cùng thời như Call of Duty Modern Warfare 2, Red Dead Redemption hay Batman Arkham Asylum, có thể thấy sự chênh lệch một trời một vực về sự trải nghiệm. Không tự dưng mà Farmville lọt vào danh sách 5 sáng chế tệ nhất một thời đại của tạp chí Time. Bằng cách quy bu nào đó, chính Zynga cũng đã giết chết đứa con yêu quý của họ. Sau khi Farmville ra mắt thành công, hãng này liên tục đẻ ra những đứa em của nó: Cityville, Chefville, Fishville, Darkville, nhà đông con, nên cái sự chú ý lẫn tài nguyên bị chia sẻ khiến cho đứa con nông trại vui vẻ này dần mất đi vị thế của mình. Vào năm 2011, Zynga hoạt động bất bác, và thế là một năm sau, họ phải tung ra Farmville 2. Trò chơi đã thành công trong việc thu hoạch gần 15 triệu người dùng hàng tháng sau 4 tuần ra mắt, nhưng trong cái rủi có cái xui. Zynga vẫn bị bắt buộc sa thải 5% nhân viên và đóng cửa văn phòng tại Nhật Bản cũng như Anh Quốc để giảm chi phí. Tự hào gọi sản phẩm của mình là thế hệ tiếp theo của social game, Zynga xây dựng Farmville 2 hoàn toàn là 3D, cũng như bổ sung một loạt những tính năng mới, bao gồm cả hệ thống chế tạo hoàn chỉnh để tạo ra sản phẩm nhằm bán với các quầy ven đường. Các tố cốt truyện và nhân vật cũng đã được đưa vào để mang đến cho người chơi cảm giác như đang ở trong một thế giới thực. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ lại thì đây chỉ là một cụm từ Big Play Big Hammer để quảng cáo mà thôi. Vì bạn nhìn xem, đồ họa và tương tác như thế này đúng là năm 2012 đấy, nhưng mà xét cho cùng thì nó chả có gì là cách mạng như Zynga quảng cáo cả. Thứ được công ty này nâng cấp, phát triển nhất có lẽ là việc nó tìm mọi cách để hoặc là mở rộng số lượng người chơi, hoặc là khuyến khích họ nạp tiền. Mỗi lần chơi Farmville 2, bạn sẽ gặp liên tục các trở ngại. Lúc thì hết nước, lúc thì hết sữa, lúc thì hết gỗ. Nói chung là tựa game này không để bạn yên một phút nào cả, mà liên tục nhắc nhở, nhờ bạn bè đi, quét thẻ đi. Và tại thời điểm đó, Farmville 2 không còn là một tựa game, nó trở thành cỗ máy in tiền của Zynga mất rồi. Phiên bản Farmville đầu tiên chính thức đóng cửa vào cuối năm 2020. Tuy nhiên, quyết định này đã được đưa ra không phải vì ế khách, mà đến từ một nguyên nhân hoàn toàn khác. Thời gian trước năm 2010 là thời kỳ hoàng kim của Flash, bởi nó được sử dụng cho đa số nội dung với khả năng tương tác, trò chơi, trình phát nhạc, trình phát video trên trình duyệt. Tuy nhiên, điều đó thay đổi vào cuối năm 2010 nhờ sự phát triển của các nền tảng mang nguồn mở mạnh mẽ như HTML5 hay CSS3 và nhu cầu đối với một nền tảng hiệu quả hơn để chạy những trang web trên smartphone. Adobe Flash dần mất đi sức hấp dẫn của mình, cùng với đó là xuất hiện rất nhiều vấn đề liên quan tới bảo mật. Flash Player dần bị thay thế bằng HTML5. Sau thời điểm này, hầu hết những trang web mới đều không còn sử dụng đến Flash. Tới năm 2017, Adobe thông báo sẽ ngừng phát triển Flash và chính thức ngừng hỗ trợ cho đến hết năm 2020. Farmville cũng như rất nhiều tựa game Facebook đời đầu khác phụ thuộc hoàn toàn vào Flash của Adobe. Vì vậy, pha đóng cửa của Flash cũng kéo theo cái chết của nông trại vui vẻ phiên bản Original. Vào cuối năm 2021, Farmville 3 được tung ra trên nền tảng di động. Tuy có được sự chú ý ban đầu, nhưng tựa game này không giữ chân được người chơi quá lâu. Phiên bản lần này có đến tận 150 loại gia súc gia cầm thu nuôi, thậm chí bổ sung thêm cả chức năng co-op 25 người chơi, hỗ trợ lẫn nhau tại các sự kiện. Nâng cấp đáng kể nhất có lẽ là việc các cây cối, thú cưng của bạn sẽ không bị chết nếu không chăm sóc thường xuyên nữa. Đây là khía cạnh trước đây phần game gốc bị chỉ trích khá nhiều vì tính gây nghiện cũng như bị chi phối tâm lý người chơi. Tuy nhiên, những cái tốt không che được cái xấu siêu to khổng lồ của nó.
Phiên bản lần này cũng như đa số những tựa game di động miễn phí khác, đấy là nó rất chăm chỉ hút máu. Theo so sánh của Study Break ở Farmville 3, mỗi tiếng một cây ngô cho bạn một trái bắp, thay vì là hai trái bắp cho mỗi 2 phút như phần 2. Tuy không có số liệu cụ thể, nhưng các tài khoản cho YouTube và Twitter của trò chơi này đều đã khá im ắng và không được quan tâm nhiều như trước nữa. Vào đầu năm ngoái, Take-Two, chủ nhân của những thương hiệu như Grand Theft Auto hay Bioshock, chính thức mua lại Zynga với giá 12,7 tỷ USD, với đồ sử dụng thương hiệu như Farmville để làm bài đạt xâm lấn game MOBA casual. Tức là rất có thể sau này, trong nông trại vui vẻ, chúng ta sẽ có súng, chúng ta sẽ có xe, sau đó chúng ta đi cướp bắp của nhau. Ôi, hay quá. Hai lần cố gắng hồi sinh dòng game Farmville của Zynga đều không được thành công như mong đợi của họ. Các trò chơi đi sâu như Stardew Valley, Kinsit, Minecraft đã hoàn thiện trải nghiệm giả lập là nông dân hơn rất nhiều. Với lại giới trẻ bây giờ người ta chán làm nông dân lắm rồi, người ta muốn làm chủ quán lẩu cơ. Có lẽ lúc này là thời điểm mà Zynga nên cho cái tên Farmville nghỉ hưu và lưu lại những hồi đẹp trong trí nhớ của người dùng. Còn các bạn thì sao? Các bạn đã từng chơi Farmville hay nông trại vui vẻ bao giờ chưa? Và bây giờ các bạn còn chơi hay không? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới anh em nhé. Còn bây giờ, nếu thấy video này hay và giải trí, đừng quên like, share cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video tiếp theo. Tôi là Hứa Dân Mình, xin chào và hẹn gặp lại. Raise my hand, was too busy raising